Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương sắp xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành cơn bão số 9, ảnh hưởng đến vùng biển và đất liền của Việt Nam trong những ngày tới. Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm dự báo, trong từ 1 đến 2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 12, bão đi vào khu vực phía Nam Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021, ảnh hưởng đến khu vực giữa và Nam Biển Đông. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Đây là nhận định sớm, ban đầu về khả năng xuất hiện cơn bão mạnh trong tuần tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của cơn bão này trong những ngày tiếp theo. Ngày hôm nay, ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu cá với 15 ngư dân Lý Sơn bị hỏng máy, thả trôi ở vùng biển Hoàng Sa trong điều kiện sóng gió nguy hiểm đã được một tàu cá khác ứng cứu, lai dắt về đất liền. Theo ông Thành, khoảng 21 giờ tối ngày 11 tháng 12, trong lúc đang trên đường từ Hoàng Sa chạy về đất liền, tàu QNG 96138 bị chết máy, trên tàu có 15 ngư dân. Thuyền trưởng cố gắng khắc phục máy tàu nhưng không thành công. Vào thời điểm đó, vùng biển Hoàng Sa đang có sóng to gió lớn nên tàu bị trôi dạt khá nhanh. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu đề nghị ứng cứu. Cho đến khoảng 3 giờ sáng ngày 13 tháng 12, tàu cá QNG 98813 của ngư dân Trần Anh Dũng ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận được tàu cá QNG 96138. Sau khi tiếp cận, ngư dân đi trên hai tàu đã neo buộc tàu cá bị chết máy để lai dắt về đất liền. Sức khỏe của 15 ngư dân gặp nạn hiện ổn định. Dự kiến đến 23 giờ đêm nay, hai tàu cá sẽ về đến cảng Lý Sơn. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới liên quan đến việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình. Trong đó có một số các nội dung thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Theo khoản 2, điều 77 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy định, cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại như sau: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nào xả càng nhiều rác thải, chất thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn. Thưa quý vị, hiện nay toàn tỉnh Ninh Bình có gần 425 km đê, trong đó bao gồm 1 tuyến đê cấp 2, 8 tuyến đê cấp 3, 5 tuyến đê cấp 4 và 20 tuyến đê cấp 5. Hiện nay thì tại các tuyến đê, nhiều đoạn đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn đê điều trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được phát hiện, lập biên bản xử lý từ nhiều năm trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của các tuyến đê. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại tuyến đê thuộc xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Những vi phạm này không phải mới ngày một, ngày hai, mà đã tồn tại ở đây nhiều năm, gây bức xúc cho người dân. Cột nó che chắn. Lo chi vì người ta làm, người ta đào mới, hay nữa là những máy móc nó trần nặng đấy thì là nó vẫn ảnh hưởng đến đê chứ. Vì bây giờ nói thế, xe nó đi thì là đê là dưới là nó nước. Mà cũng không thể nói được vì đường đê thì thường nó hay có mối. Mà xe trọng tải lớn nó đi thì nó phải nén lại mình cái đê. Đấy là nó thật rồi. Tất cả bây giờ nó cũng có cái giờ, cái là bây giờ khu công nghiệp nó về. Mà người ta làm đây thì là nguyên phí xe trọng tải lớn người ta đi chứ cũng không thể tránh được. Đấy, cho nên cũng chỉ mong nhà nước vào cuộc là làm thế nào cho nó đỡ cái đường đê điều đi. Cái vi phạm hành lang đê điều của huyện Yên Khánh thì không phải là các vi phạm mà mới có. Mà đây là những vi phạm mang tính cố hữu đã từ lâu. Các cái doanh nghiệp mà vi phạm trên cái hành lang bảo vệ đê thì cũng đã được nhà nước giao đất để thực hiện. Tuy nhiên những cái vi phạm đấy là những vi phạm ngoài cái cấp phép của tỉnh và ngoài cái thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp.
trên tuyến đê Hữu Đáy, đoạn qua xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, hiện đang tồn tại 14 vụ vi phạm pháp luật đê điều. Đa phần, các vi phạm đều do doanh nghiệp gây ra. Đáng chú ý, chủ yếu là các vụ việc vi phạm cũ đã tồn tại từ nhiều năm. Đối tượng vi phạm là các hộ dân sinh sống ven đê và các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ. Đây đều là những vụ vi phạm cũ, tồn tại từ nhiều năm trước và đã bị các ngành chức năng lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ hoặc đình chỉ hoạt động, nhưng đến nay vẫn tồn tại. Do là cơ bản là cái ý thức của các cái doanh nghiệp tham gia các cái hoạt động xây dựng ở trên các tuyến đê là có cái nhận thức rất là kém, nên là mặc dù là ủy ban dân huyện và các phòng ban, các sở ban ngành đã có những cái kiểm tra, thanh tra xử phạt và tuyên truyền rồi, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn không hết. Tất cả những cái biện pháp mạnh chúng tôi cũng đã có, nhưng mà chỉ dừng lại một cái là kiềm chế những cái phát sinh mới, chứ còn những cái xử lý thì cái năm 2022 là huyện đã có cái chủ trương là sẽ quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm. Để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, chính quyền địa phương cần có chế tài xử lý mạnh tay hơn nữa. Nếu việc xử lý chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt vi phạm thấp, chưa đảm bảo tính răn đe, thì những vi phạm này sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều, nhất là vào mùa mưa lũ. Thưa quý vị, thu phí tự động không dừng ETC là giải pháp giúp minh bạch hóa hoạt động thu phí BOT, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực. Tuy nhiên thì sau hơn một năm hợp nhất hệ thống thu phí tự động không dừng ETAC và EPAS, lượng phương tiện sử dụng dịch vụ này vẫn khá thấp. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Trạm thu phí BOT Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, điểm dán thẻ thu phí tự động không dừng vắng người. Tại làn thu phí tự động không dừng ETC, không một bóng phương tiện lưu thông qua lại. Tình trạng này đã diễn ra hơn một năm qua. Không ấy, cái đấy có gì khó khăn đâu. Anh thường xuyên đi qua các trạm, sao anh lại không biết về cái thu phí tự động không dừng này? Em biết nhưng mà đấy, em căn bản là thỉnh thoảng mình mới đi qua. Ghi nhận cho thấy tại trạm BOT này, số lượng phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng khá thấp, chỉ chiếm từ 20 cho đến 30% số lượng xe. Trong khi đó, nhiều lái xe thừa nhận có nhiều tồn tại nên chưa muốn sử dụng dịch vụ. Công ty nó phải có vé về thanh toán cước. À vâng. Thế còn thu phí tự động nó trừ tiền trực tiếp kia mà. À vâng, nhưng mà công ty em về công ty em phải có vé thì mới thanh toán được. Bởi vì ra là em ít đi vào những cái đường trạm thu phí. Nên là đây là cái đầu tiên đấy. Nên là em cảm thấy là cũng tiện cho cái công việc của mình đỡ phải dừng đỗ. Theo các nhà đầu tư BOT, tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC thấp có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận lái xe và doanh nghiệp chưa cao. Cùng với đó là thói quen thanh toán bằng tiền mặt, nên khi áp dụng một hình thức thanh toán mới thì ngại thay đổi. Đầu tiên là người ta cũng chưa hiểu rõ được cái lợi ích của cái sử dụng thu phí tự động không dừng VTC. Thứ hai nữa là đôi khi trong những cái vấn đề về trích xuất hóa đơn ấy, thì người ta cũng chưa hiểu biết lắm, cho nên khi mà thực hiện thanh toán với lại các cơ quan thuế ấy, thì nó cũng sẽ là hơi khó khăn. VETC kết hợp với lại BOT để thu phí tự động thì cái hình thức thu phí tự động chuyển sang bên BOT để quản lý, cái hiệu quả thì nhìn chung là cái việc thu phí nó cũng đem lại các cái hiệu quả và thuận tiện cho tất cả các cái phương tiện giao thông đi lại trên toàn quốc. Thu phí tự động không dừng là chủ trương của Chính phủ, của Bộ Giao thông Vận tải. Thế nhưng, nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan đang khiến cho chủ trương trên gặp khó khi triển khai. Vâng, thưa quý vị, hiện vẫn chưa có những đánh giá chính xác về tính hiệu quả của hoạt động thu phí tự động không dừng ETC. Tuy nhiên, theo một số các nhà đầu tư BOT, thì ở một vài trạm thu phí, số lượng người thực hiện hoạt động thu phí thủ công đã giảm, trong khi lượng phương tiện sử dụng dịch vụ có tăng hơn so với thời gian trước.
trạm thu phí BOT Nam Cầu Rẽ thuộc quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Hà Nam. Sau hơn một năm thực hiện thu phí tự động không dừng, số lượng xe dán thẻ có những thời điểm đạt tới 90%. Đạt được kết quả trên, theo trạm này, chủ yếu phụ thuộc vào ý thức người tham gia giao thông. Trong cái thời điểm dịch bệnh thì cái việc mà hạn chế sử dụng tối đa đến 70% cái giao dịch trực tiếp, đây là một cái hành động đóng góp rất đáng kể trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh. Thế còn từ triển khai từ tháng 1 đến nay thì hiện nay là đã triển khai được 14.000 thẻ. Đây là mới chỉ là con số ở tại trạm, nhưng mà ở trong tỉnh, các đơn vị Viettel ở tỉnh thì con số này nó là tương đương 50% nữa. Đấy, rơi vào khoảng tầm chắc phải tầm 20.000 thẻ ở tỉnh Hà Nam. Khảo sát ở nhiều trạm BOT cho thấy lượng phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí không dừng hiện vẫn khá thấp. Cá biệt, có những thời điểm tỷ lệ xe qua trạm sử dụng dịch vụ chỉ đạt trên dưới 30%. Theo các nhà đầu tư BOT, hiệu quả về mặt kinh tế trong hoạt động thu phí tự động không dừng là có. Tuy nhiên, vẫn cần có những giải pháp mang tính cưỡng chế, tuyên truyền thì mới có thể gia tăng tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC. Bởi thực tế, nhiều xe đã dán thẻ e-tag, e-pass nhưng lại không sử dụng dịch vụ. Lưu lượng xe mà dán thẻ nó đã tăng được khoảng từ 10% những năm trước cho đến thời điểm hiện tại thì đã tăng lên khoảng 20-25% rồi. Và cái lượng người sử dụng thì cũng đang có cái xu hướng tăng lên. Vì chúng tôi ở đây cũng đang triển khai các cái dịch vụ tuyên truyền và dán thẻ cho lái xe để đảm bảo cho lái xe được hiểu và đồng thuận với các cái dịch vụ của trạm. Khi mà VTC vào nắp máy tự động thì nhìn chung là sẽ giảm nhân lực, vì toàn bộ con người về máy móc thì sẽ thay thế cho con người nhiều hơn. Cho nên là cái mật độ về cái việc nhân sự là có giảm đi tới 30%. Mục tiêu mà các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng đặt ra đó là đến tháng 6 năm 2022 đạt tối thiểu 90% phương tiện giao thông thuộc đối tượng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Tuy nhiên, đạt được kết quả trên có lẽ cần phải có nhiều yếu tố tác động. Trong khi đó, theo thống kê của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng và đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần sử dụng một thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm thu phí có lắp đặt hệ thống thu phí không dừng.